Xin chào tất cả các bạn và anh chị em. Hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách cắm hoa lau tàn và những cái mẹo nhỏ để nước ở trong bình lúc nào cũng trong mà không có bị hôi thối luôn. Và cũng như là những cái điều trăn trở của chị em phụ nữ mỗi khi mà cắm hoa thì nó tàn rất là nhanh, và đặc biệt là nước ở trong bình nó rất là hôi khi mà mình phải lau chùi và mình rửa cái bình. Vậy nên mình sẽ chia sẻ cách cắm hoa 10 ngày mà nó vẫn còn tươi. Và chị em phụ nữ có thể bỏ túi sử dụng vào những dịp Tết, lễ và những ngày rằm. Hôm nay mình sẽ cắm hoa đồng tiền. Và đặc biệt là khi mình cắt á các bạn, mình không có cắt thẳng như thế này, vì cái dung lượng nước nó sẽ không có kéo lên được cái thân. Ở đây là người ta chừa lại cái gốc nè, để cho cái dung lượng nước nó còn lưu giữ lại cái cây hoa nó tươi ha. Còn khi mình mua về mình sử dụng á, thì mình sẽ cắt xéo như thế này để cái lượng nước nó được rút lên cái thân cây và nó nuôi dưỡng cái bông được tốt nhất. Nó cũng là một điều không có làm cho cái hoa bị héo nha. Và bây giờ mình sẽ cho nước vào bình. Việt Nguyễn chia sẻ video rất là ngắn, chỉ khoảng 5 phút thôi, nhưng mà đầy đủ nội dung ở trong đó. Cho nên là chị em mình cũng có thể xem và thao tác của Việt Nguyễn. Những cái thao tác Việt Nguyễn rất là quan trọng để mà thành công cho những cái chậu hoa để mình cắm mà nó lâu tàn nha. Nước ở trong bình hoa Việt Nguyễn cho khoảng 2 phần bình. Mình cũng không nên cho quá nhiều hoặc là quá ít nha. Phần nước ở trong bình nó khoảng 1 lít, thì bây giờ mình sẽ cho vào một quả chanh. Phần chanh mà mình cho vào trong nước cắm hoa, nó có nhiệm vụ làm cho cái gốc hoa lâu bị thối rữa. Bây giờ mình sẽ vắt nước cái phần chanh này vào trực tiếp trong cái nước của bình hoa luôn. Ngày trước mà mỗi lần mà đi rửa những cái chậu hoa mà ngày rằm đã cúng trong gia đình á, nó rất là hôi luôn. Mình rất là sợ mỗi lần mà rửa những cái bình hoa như thế này, rất là ái ngại. Nhưng mà các bạn an tâm là hôm nay bỏ túi những cái mẹo nhỏ này thì nước ở trong bình hoa này không còn hôi thối nữa, việc rửa bình hoa không là gì hết. Và bây giờ tiếp theo là mình sẽ cho vào đây là 50g đường. Bây giờ mình sẽ múc 2 muỗng canh tương đương 50g đường. Cái phần đường này nó sẽ làm cho cái hoa của mình nó được tươi lâu hơn, và cũng như là màu sắc nó sẽ không có bị ngã màu ha các bạn. Bây giờ mình sẽ khuấy cái phần đường và chanh cho nó đều và nó quyện với nhau hết. Hôm nay là sắp đến Giáng sinh cũng như là Tết cổ truyền đã cận kề, nên mình sẽ chia sẻ những cái mẹo nhỏ khi các bạn cắm hoa để gia đình có những cái chậu hoa đẹp mà nó được tươi lâu hơn. Chiều 30 Tết mà cắm những cái bình hoa đến mùng 10 vẫn còn tươi là cả năm gia đình rộn rã những sắc xuân luôn. Tiếp theo nữa là bây giờ mình sẽ cho vào đây là một ít nước rửa chén hoặc là xà phòng. Thì cái xà phòng này nó có nhiệm vụ làm cho cái nước ở trong cái bình hoa không có bị hôi thối nha các bạn. Các bạn lưu ý là cái xà phòng nó sẽ làm cho không có bị hôi thối. Bây giờ mình sẽ khuấy lên cái phần nước rửa chén này nha. Phần nước rửa chén mình đã cho vào trong cái bình hoa này là khoảng 50ml. Bây giờ mình sẽ khuấy lên. Vì mình có cho chanh vào trong cái bình hoa, nước bình hoa, cho nên là khi mình khuấy cái nước rửa chén lên, nó sẽ không có tạo được bọt nha các bạn. Phần nước cắm hoa mình cũng đã làm xong. Tiếp theo là cái thao tác cắt những cái nhánh hoa cũng không kém phần quan trọng. Màu sắc nó sẽ được giữ nguyên, và cái phần thân lúc nào nó cũng tươi, nên 10 ngày, những cái chậu hoa mình cắm 10 ngày nó tươi là chuyện bình thường. Và ở đây mình sẽ cắt cho các bạn cùng xem nè. Tất cả các nhánh hoa mình sẽ cắt xéo như thế này để có dung lượng nước nó được kéo lên cái phần thân và nó nuôi dưỡng cái bông hoa, nó sẽ được tươi lâu hơn ha. Và bây giờ mình sẽ cắm tiếp tục những cái nhánh hoa còn lại. Ở đây là mình chỉ chia sẻ cách cắm hoa để cho nó lâu tàn, chứ mình không chia sẻ cách cắm hoa cho đẹp nha các bạn. Cho nên là mình sẽ cắm hoa, mà nếu như cái bình hoa nó không đẹp thì các bạn xem cũng thông cảm cho mình nha. Và ở đây mình cũng đã cắm xong, các bạn xem rồi cho mình cái bình luận xem cái bình hoa của mình như thế nào nha các bạn. Thấy cái bình hoa nó vẫn còn thiếu cái màu xanh, nên mình cắt ít cái cần tây nè, mình trồng á, rồi mình cho vào. Nó sẽ đan xen vào có vàng rồi có xanh nữa cho nó đẹp. Cũng tạo nên một cái sắc xuân. Ngày xuân mà mình
trưng những cái hoa đồng tiền vàng như thế này nè, nó rất là ý nghĩa luôn. Cả năm gia đình sung túc với những đồng tiền vàng. Và video Việt Nguyễn chia sẻ cách cắm hoa 10 ngày vẫn chưa tàn đến đây cũng tạm kết thúc. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.